Chúng ta của 8 năm sau, tập cuối. Lâm qua cơn nguy hiểm, đưa Dương đến quán cà phê để nhận lại bức thư năm xưa. Lâm mở mắt ra nhìn xung quanh, bên cạnh là Dương đang nằm gục xuống, bàn tay nắm chặt lấy bàn tay anh. Lâm đã hôn mê bất tỉnh suốt mấy ngày trời vì lao vào cứu Dương mà anh đã trúng nhát dao của bọn lão đại. Lâm nhìn Dương, gương mặt xanh xao, gầy rộc. Chắc có lẽ mấy ngày qua cô đã không thể ngủ vì lo lắng cho mình. Anh đưa bàn tay sờ nhẹ vào đôi má của Dương và mỉm cười. Trong giây phút thập tử nhất sinh cuối cùng thì Dương đã trở về bên cạnh mà chăm sóc cho Lâm. Anh Lâm, anh tỉnh rồi à? Dương mở mắt ra, ánh mắt đầy rạng rỡ. Lâm nhìn Dương khẽ gật đầu, trìu mến. Dương rưng rưng nghẹn ngào sung sướng. Anh có biết mấy ngày qua anh đã làm em sợ như thế nào không hả? Dương thút thít khóc nấc lên. Được rồi, anh xin lỗi. Lâm đưa bàn tay vuốt lên mái tóc của Dương. Vậy là cuối cùng thì Lâm đã có thể vượt qua cơn nguy kịch. Vết thương đã dần bình phục. Lâm đứng trước mặt Dương mỉm cười. Em đã cứu anh một mạng, giờ anh không biết lấy gì để đền đáp. Chỉ có tấm thân hèn này hy vọng có thể đền đáp em sau này. Dương bật cười khanh khách. Từ bao giờ anh lại dẻo mỏ văn vở như anh Tùng rồi đấy? Kiểu này là sợ lắm nhé. Lâm cười. Hôm nay là một ngày rất đặc biệt. Anh muốn đưa em đến một nơi. Ngày gì? Nơi nào? Dương nhìn Lâm đầy hoài nghi. Em không nhớ thật sao? Dương khẽ lắc đầu. Đi, đi theo anh. Lâm nắm tay Dương, cả hai cùng nhau chạy đi. Lâm dừng lại trước quán cà phê Nốt. Bao nhiêu ký ức năm xưa lại ùa về trong tâm trí cả hai. Lời thề, lời hẹn ước 8 năm trước cả hai đã từng cất giữ ở đây. Và bẵng đi, những biến cố tai ương cuộc sống đã làm cho cả hai không còn có thời gian để nhớ về nó. Nhưng hôm nay, Lâm đã giật mình mà nhớ lại. Đúng ngày này, 8 năm trước, cả hai đã cùng nhau viết một bức thư cho nhau và hẹn 8 năm sau quay trở về để nhận lại. Và thật bất ngờ, giờ đây, cả hai vẫn ở bên cạnh nhau để cùng nhau đến đây. Lâm, Dương, ngồi đối diện, mở hộp bức thư ra. Phong thư vẫn còn nguyên như mới. Ai sẽ đọc trước bây giờ? Dương lên tiếng. Oan tù tì nhé. Lâm giơ tay ra và Dương là người thua cuộc. Cho dù vật đổi sao rời thế nào, em vẫn mãi yêu anh. Dương bẽn lẽn đọc lên, Lâm mỉm cười trìu mến. Còn anh viết cho em điều gì vậy? Dương tò mò nhìn về phía Lâm. Lâm nhìn thẳng vào mắt Dương rồi đọc lên những lời đầy ấm áp. Chúng ta qua 8 năm sau sẽ là một lời hẹn ước. Anh sẽ luôn đợi, luôn chờ mãi Dương như rừng kia đợi nắng. Yêu em. Cả hai nhìn nhau đầy hạnh phúc nghẹn ngào. Vậy là trải qua những biến cố thăng trầm xa cách, hợp rồi tan, tan rồi hợp, đi hết một tình yêu chia xa của tuổi trẻ, rồi gặp lại lúc đã trưởng thành, trách cứ rồi tha thứ, chấp nhận rồi đón nhận, chính là hành trình mà cả Lâm Dương đã phải trải qua. Một lần nữa tình yêu đã trở lại. Rừng không thể thiếu nắng, cũng như Lâm không thể thiếu Dương. Trong tình yêu luôn có sóng gió, nhưng đó cũng là thử thách để minh chứng cho tình yêu. Và sau cơn mưa, trời sẽ sáng.